À, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng Excel trên máy tính à, dành các bạn mới sử dụng lần đầu. À, thì mình nhận tôi tục chia sẻ thêm các bạn về cái cách các bạn kẻ bảng trên Excel cũng như là các cái thao tác cơ bản ở trên Excel để các bạn có thêm cái thông tin các bạn tham khảo nhé. Các bạn kẻ bảng Excel và các bạn là phù phục vụ công việc. À, thì video này thì cũng tiếp tục các video trước để mình tiếp tục lấy thêm các cái ví dụ khá là đơn giản nhé để các bạn hình dung về cách làm và sau này các bạn gặp các cái bạn tương tự thì các bạn cũng làm tương tự nha. Bởi vì trong Excel thì chủ yếu là chúng ta à, kệ các cái bảng và chúng ta tính toán số liệu là chính thôi. À, thì video này cũng tương tự như các video trước, mình chia sẻ các bạn mới bắt đầu cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nha để các bạn à, theo dõi. À, thì trên máy của mình thì mình đang sử dụng cái phiên bản 2016 các bạn nhé, Excel 2016. Đó, à, chúng ta kích đục chuột trái vào đây chúng ta mở lên. Rồi thì sau khi uh, mở cái uh, giao diện Excel lên thì cái phiên bản 2016 này thì nó có cái màu xanh uh, phía tên này khá đẹp các bạn này màu xanh là cây nhá cái giao diện thì à, tương đối là thân thiện và theo mình thấy thì à, các cái phiên bản Excel thì về cái công cụ sử dụng thì cũng gần giống nhau thôi đó về các cái menu ở đây này ví dụ như View, Review, à, Data hoặc là Home, Insert rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ à, kể bản Excel ấy, thì các bạn sẽ vào cái menu Home nhá menu Home à, ở đây này các bạn này vào cái phần à, menu Home ở đây đó và các bạn tiếp theo là chúng ta sẽ bôi đen nhé, bôi đen cái, cái khu vực mà chúng ta cần kẻ bảng. Đấy, tức là các bạn cần kẻ bảng bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột thì chúng ta sẽ uh, có thể là tính toán trước hoặc là các bạn nhập liều trước, sau đấy các bạn kẻ bảng sau cũng được. như ở đây thì mình có thể là mình uh, ở đây thì mình có thể là kẻ bảng trước cũng được nha bởi vì ở trong excel thì uh, người ta sẽ đánh tên cột theo cái chữ cái viết hoa. chẳng hạn như là cột a, cột b, cột c, cột d rồi AL e, này. Nó còn các cái hàng đi đánh theo số từ 1 đến 2 đến 4 đến 5, à, 6 vân vân theo thứ tự tăng dần như vậy Rồi là cái hàng à, đánh theo số. Rồi ở đây ví dụ như là mình kẻ một cái cái bảng các bạn nhé Đây mình đầu tiên chúng ta sẽ để con trỏ chuột vào cái ô đầu tiên này này. Ở đây thì mình không kẻ ở cái cái cột A này bởi vì ở đây mình để ra một cái khoảng trống cho nó đẹp nha Ở đây mình để bên này đi. Đấy, chúng ta để con trỏ chuột vào đây. À, các bạn nhấn chuột trái và kéo rê để chúng ta bôi đen cái khu vực À, chúng ta cần kẻ bảng nha. thì khi các bạn kẻ như thế này thì có thể là số hàng số cột nó còn thiếu thì chúng ta sẽ thêm vào sau hoặc là à, nếu mà nó dư ra thì chúng ta xóa đi thôi, à, không sao nha. đó như vậy là mình sẽ bôi đến cái khu vực này. tiếp theo các bạn vào cái menu Home này, chúng ta vào cái mục à, có cái biểu tượng hình hình vuông, nó đến ở đây, các bạn thích vào đây này. đó, thì chúng ta sẽ có cái cửa sổ border nha. Đấy, border thì các bạn kéo xuống và chọn vào cái dòng là l Border, có cái hình À, hình vuông ví dấu còng uh, nét đen dừa này các bạn kết vào đây đó thì chúng ta sẽ có một cái cái bảng như thế này à, thì tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái nền nhé ở đây mình sẽ tạo cái nền cho các bạn dễ theo dõi đó thì mình sẽ vào cái phần uh, có cái biểu tượng hình chiếc xô đây này các bạn kết vào đây nha đó màu nền thì các bạn toàn màu nào thì các bạn kết vào đấy ví dụ như màu vàng này màu đỏ này đấy. cái màu này thì nó hơi uh, hơi đậm cái màu nó hơi đậm thì nó hơi chói các bạn nhé chúng ta chỉ chọn những cái màu nhạt nhạt chút thôi đấy, chẳng hạn như màu cam này màu này cũng được này khá nhạt màu vàng này đây mình chọn cái màu xanh này cho nó nhẹ nhàng nhá đó tiếp theo là chúng ta sẽ đánh vào đây một cái cái tiêu đề đó, tiêu đề ở đây thì chúng ta có thể là khi chúng ta kể bảng thì chúng ta phải có tiêu đề rồi để chúng ta người ta hiểu được là cái bảng này chúng ta lập ra để làm gì đó thì ở cái mục cái hàng ví dụ như cái hàng số 3 này mình kích chuột vào cái hàng số 3 này chúng ta kích chuột phải lên và chọn insert đó thì lúc này nó sẽ tạo thêm một cái hàng ở phía trên nữa và cái tiêu đề thì mình nếu mà kẻ cái hàng này, này thì nó sạch cái bảng quá nó không đẹp đúng không mình thì cho nó cách lên một hàng thì nó đẹp hơn đó, thì bây giờ để tạo tiêu đề thì chúng ta sẽ viết một cái tiêu đề khá dài như vậy nếu như một cái ô như thế này thì nó quá ngắn này chúng ta viết thì nó sẽ bị che lấp đi đó như vậy là chúng ta sẽ phải gộp các ô lại ví dụ như bây giờ cái bảng nó chạy từ cái cột b cho đến cột cột y đó thì mình sẽ gộp ô từ cột b đến cột ri nhá ở đây mình sẽ bôi đen cái hàng trên này và chúng ta chỉ cần để con trỏ chuột vào cái ô đầu tiên này à, nhấn chuột trái và kéo đi sang phải thì chúng ta sẽ bôi đen à, và gộp tất cả các ô từ uh, ô cột b cho đến ô cột ri này à, thì theo các bạn vào lại menu home và kích chuột vào cái mục Maggie center này à, mình tạm thời đọc như vậy nha Maggie center các bạn kích vào đây à, thì mình tạo cái tiêu đề ở đây là mình ví dụ như là mình ghi là danh mục sản phẩm đây à, danh mục sản phẩm đấy như vậy là mình có cái mục như thế này thì cái phần này thì uh, mình cũng lấy ví dụ thôi là những cái ví dụ đơn giản trong cái việc kẻ bảng nhé đó rồi cái mục tiếp theo là chúng ta đánh số thứ tự ở bên này nha số thứ tự này đây số thứ tự này số thứ tự sản phẩm đó rồi rồi tên đó. đây mình sẽ ghi là tên tên hàng hóa đây đó. tên hàng hóa đó. rồi tiếp theo là chúng cái phần cái tên hàng hóa này các bạn này cái trừ mà cái từ tên hàng hóa này ấy, thì nó dài quá đúng không thì khi các bạn viết thì nó sẽ à, đẩy từ cái ô uh, oc sang cái od mình tạm thời à, gọi như vậy nha tức là nó chạy từ cái cột c sang cột d nó che đây các bạn này đó thì chúng ta sẽ xuống hàng đi để xuống hàng thì các bạn chỉ cần các bạn thích vào cái ô tên hàng hóa này, này. đó các bạn để con trọt các bạn nhìn lên phía cái hàng ở phía trên này nha cái phần đang trắng dài dài đây các bạn tích chuột à, để con trỏ chuột vào cái đường sau khi từ ở à, đây mình sẽ đặt đằng trước ký t đi à, đằng sau ký t đi à, Để con trỏ chuột đằng sau ký t đó và các bạn nhấn vào cái phím alt nha phím alt ở trên bàn phím phím có chữ alt đó và đồng thời nhấn phím enter tức là bấm cùng lúc chúng ta để con trỏ chuột ra đường sau ký tên này nha à, và bấm phím alt enter chúng ta dùng hai phím bấm cùng lúc nha đó rồi như vậy ở đây mình sẽ khi các bạn bấm như vậy thì cái chữ hàng hóa này nó sẽ nhảy xuống dưới này và cái tên nó nằm phía trên như vậy thì các bạn làm như vậy thì nó sẽ cái ô này nó sẽ không bị dàn ra nha mà nó sẽ uh, thu hẹp lại rồi cái này mình canh rửa xem chuyện đó rửa đây đó, tên hàng hóa này rồi tiếp theo là số lượng đây mình ghi số lượng nha hàng hóa thì chúng ta sẽ có số lượng đúng không rồi tiếp theo là đơn giá đơn giá là cho một sản phẩm đấy, đơn giá cho một sản phẩm đấy, rồi, rồi. thành tiền, đấy. thành tiền, rồi cái thành tiền này thì chúng ta có thể là kéo giãn cái ô này ra chút, đó cho nó lớn lên chút, đó. rồi bên này là mình chỉ ghi là ghi chú, đó. ghi chú, rồi <laughs> thì ô ghi chú này thì chúng ta sẽ ghi những thông tin bổ sung vào trong trường hợp cần thiết, đó và cái phần uh, hai cái cột bên này thì chúng ta bị dư ra thì các bạn cũng uh, bôi đen hai cái cột này này đó nhấn chuột trái và kéo rê thôi bôi đen chúng ta xóa đi thì các bạn kích chuột phải lên này đấy và các bạn uh, nhấn vào cái dòng uh, delete nha d e l e t e đó, để chúng ta xóa đi đó rồi tiếp theo nhấn vào ok thì cái cột bên này nó bị xóa đi Ờ à, thế hàng hóa số thứ tự ví dụ như là mình điền vào đây nha ở đây mình sẽ cho nó giảm ra chút cho nó cái bảng nó cân đối hơn số lượng này đơn giá này rồi chúng ta chỉ cần để con trò, con trỏ chuột lên cái phía trên này và khi nào nó hiện cái dấu cộng ấy thì các bạn nhấn chuột trái và các bạn kéo giạt sang bên phải thì cái ô nó rộng lên. Các bạn kéo sang bên trái thì cái ô nó hẹp lại. Đó, khá là dễ nha. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ ghi là số thứ tự, ví dụ như là số 1 này là chúng ta ví dụ như cái à, danh mục sản phẩm về máy tính chẳng hạn, đúng không? Sản phẩm máy tính đây Để mình sửa lại cái tiêu đề trên này. Máy tính đó một là tiến hàng hóa ví dụ như là màn hình này à, màn hình à, màn hình pc chẳng hạn màn hình uh, pc tức là màn hình uh, màn hình của máy tính bàn á đây kéo giãn ra đó, cái, cái số thứ tự này chúng ta cho nó hẹp lại chút này Rồi, màn hình uh, máy tính à, tiếp theo là chuột đúng không chuột này máy tính á đó, rồi bàn phím này. Bàn phím. À, các bạn có thể là đi các bạn đánh luôn cũng được hoặc là chúng ta đánh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 cũng được hoặc là chúng ta kéo cho nó nhanh. Đó, kéo cho nó nhanh. Ở đây thì các bạn chỉ cần à, à đánh số 1 trước này. Rồi à, tiếp theo là đến số 2 này. Đó, nó đánh số 1, số 2 xong thì các bạn sẽ bộ đen 2 cái ô này mũi đen đồng thời 2 ô 12 nha và để con trỏ chuột vào cái góc dưới cùng của cái ô này à, khi nào con trỏ chuột nó có cái màu à, dấu cộng màu đen các bạn này đó nó còn màu đen thì chúng ta các bạn nhấn chuột trái và kéo xuống nha đó thì uh, Excel nó sẽ tự động đánh cho chúng ta luôn đó 1 2 3 4 5 6 nha như thế này à, bởi vì có những cái bảng mà các bạn đánh số liều tư ví dụ như là 20 50 100 thậm chí là à, cả 1 ngàn như vậy mà chúng ta đánh như vậy rất là lâu thì chúng ta chỉ đánh, đánh số 1 số 2 xong đó đánh số 1 số 2 xong thì các bạn để con trỏ chuột ở cái ở cái góc dưới cùng của cái ô này chúng ta kéo xuống là được nhé rồi tiếp theo là về cái số về cái uh, tên hàng hóa rồi số lượng rồi ví dụ như là màn hình máy tính thì mình, uh, mình ghi là hai uh, đi đó chuột thì ba uh, đó uh, bàn phím là năm ví dụ như vậy men máy tính chúng ta lấy là bốn này cpu tám loa máy tính à, ví dụ như vậy mình lấy là 5 về cái số lượng nha số lượng của cái các cái hàng hóa này về đơn giá ví dụ như là đơn giá cho một một sản phẩm đấy đơn giá là tính cho một sản phẩm thì uh, màn hình máy tính ví dụ như mình tính là 3 triệu 500 chẳng hạn 3 triệu 500 ngàn đồng đó chúng ta đánh số uh, 3 số 5 và uh, 5 số 0 đúng không rồi tiếp theo đơn giá uh, chuột máy tính thì ví dụ như là mình ghi là 120 ngàn đồng nhỉ hạn, 120 ngàn đó, chúng ta gõ cái cái số thì tương ứng với 120 000 nha, 120 000 ở đây thiếu một con số 0 các bạn này. là đánh thêm con số 0 nữa nha. Rồi, bàn phím. Đấy, bàn phím ví dụ như 150 000 đi. Rồi. À, men máy tính ví dụ như là à, 3 triệu à, 200 000 đồng chẳng hạn như vậy. Rồi CPU. CPU, ví dụ như mình ghi là 5 triệu 500 ngàn đồng Đó, Loa máy tính, à, chúng ta sẽ ghi là 3, à, 450 ngàn đồng Đó, Ví dụ như thế Thì khi chúng ta nhập, <laughs> nhập à, à, loa máy tính thì mình ghi là 450 ngàn đồng thôi nha Xóa đi một con không Ở đây mình sẽ kéo dàn ra các bạn này Đấy, <laughs> rồi cái phần thanh tiền này thành tiền này thì chúng ta sẽ lấy số lượng mà nhân với đơn giá các bạn nhé, số lượng nhân với đơn giá bởi vì ví dụ như màn hình máy mà tính mà số lượng là hai, à, đơn giá một màn hình là 3 triệu 500 năm trăm ngàn đồng, rồi thì khi tính thành tiền lên ấy, thì chúng ta sẽ nhân lên nhé, đó, nhân lên thì các bạn sẽ làm như sau, chúng ta sẽ tính tiền từng cái cái mặt hàng như thế này, rồi thì chúng ta sẽ bấm dấu bằng này, khi tính toán trong Excel thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ bấm dấu bằng nhé, đó, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bấm số lượng, bấm một cái ô số lượng ở đây là ô này, ô D2 ở ô D5, cột là cột D các bạn nhé, cột D, đấy và ở hàng thứ 5 cho nên là Excel nó ghi là D5, đó, cột D hàng thứ 5 thì D5. À, dấu nhân thì ở trong Excel thì chúng ta sẽ bấm vào dấu sao nhé, các bạn muốn bấm dấu sao thì chúng ta sẽ bấm hai phím, đó là phím Shift này, Shift và phím số 8 nha, bởi vì cái phím số 8 thì có cái phím cái dấu sao ở phía trên. Đấy như vậy chúng ta bấm hai phím là Shift và phím 8, à, dùng hai ngón tay bấm cùng lúc các bạn nhé. Rồi như vậy chúng ta biết được dấu sao. À, tiếp theo các bạn bật một cái ô đơn giá, tức là ô E5. Đấy, như vậy chúng ta được là D5 mà nhân với E5. Ở trong Excel thì à, không lấy theo giá tỷ các bạn nhé, không lấy theo giá tỷ trong cái ô này mà lấy theo vị trí của ô. Đó ví dụ như ô D5 thôi và ô E5 chứ người ta không lấy 2 mà nhân với 3 3500 nữa. Đấy, và sau khi ghi xong như thế này thì các bạn bấm enter nha. Như vậy thì tính ra thành tiền ở đây là 7 triệu, 7 triệu đồng đúng không? Ở màn hình số lượng là hai thì đơn giá là ba triệu rưỡi đó thì chúng ta sẽ có hai sản phẩm là 7 triệu tiếp theo như vậy à, chúng ta sẽ các bạn để con tỏi chuột vào cái ô cái ô này cái ô F 5 này này à, để vào cái góc dưới cùng bên phải đây khi nào nó có dấu nhân à, dấu còng màu đen nhỏ như thế này đây nhá thì chúng ta nhấn chuột trái chúng ta kéo xuống để sao chép cái công thức này đó à, như vậy là Excel nó có cái rất là tiền đó là cho chúng ta sao chép cái công thức tính À, ví dụ như chúng ta chỉ cần tính một ô thôi, sau đây các bạn kéo xuống là nó sẽ tính hết tất cả các ô còn lại. Đó, thì rất là nhanh đúng không? So với trên gột ấy, trên gột thì các bạn thường thường chúng ta phải sử dụng máy tính cầm tay chúng ta bấm. Còn trên Excel thì có cái hàm sẵn, chúng ta chỉ cần nhập liều vào. Đó, và các bạn nhấn Enter là có thể thực hiện được liền. Đó, ngoài ra thì ở dưới này các bạn này, ở dưới này có cái, cái, cái ô này nữa này. Đó, cái ô dưới này là có cái tính tổng ở đây nữa này, tính tổng ở đây nữa nhá thì ví dụ như ở đây thì mình sẽ bỏ cái ô này đi chúng ta sẽ bôi đen cái ô này này đó gộp bốn cái ô này lại thì các bạn bôi đen bốn đen cái ô này đó và vào, vào menu home nhấn vào menu center đó thì ở đây mình sẽ ghi là à, tổng đúng không tổng tổng thì ở đây chúng ta sẽ tính tổng cái ô thanh tiên này này đây nha đấy thì ở đây để tính tổng thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sim mà trong À, video trước mình có chia sẻ các bạn rồi. Chúng ta, đầu tiên chúng ta cũng bấm dấu bằng này, rồi bấm hàm sum, bấm chữ sum vào, đó, rồi mở ngoặc. Ở đây uh, Excel nó ghi là number number, đúng không? Có nghĩa là chúng ta sẽ kéo tính tổng tiền từ trên này xuống này, thì chúng ta sẽ để con trỏ chuột vào cái ô trên này và chúng ta nhấn chuột trái để kéo xuống. Đó, tiếp đến các bạn nhấn bấm phím đóng ngoặc. Đóng ngoặc thì chúng ta bấm vào phím shift và phím số 0 nhé. Còn nếu mở ngoặc thì các bạn bấm uh, À, phím shift và phím số 9 đó nhấn cùng lúc hai phím rồi các bạn nhấn enter đấy như vậy tổng cộng chúng ta tính được là ở đây là 67 triệu 160 ngàn đồng cho tất cả à, danh mục sản phẩm ở đây rồi còn cái phần ở dưới này thì chúng ta dư ra cả cái hàng dưới này chúng ta dư ra ví dụ như là hàng từ hàng số 12 đến hàng số 16 dư ra thì chúng ta xóa đi rồi, các bạn nhấn chuột vào cái ô đầu tiên này và chúng ta bôi đen này. kéo rê để chúng ta bôi đen rồi, cái chuột phải lên rồi, chọn delete đó, các bạn nhấn vào ok để chúng ta xóa đi nha Đấy, như vậy cái bảng của chúng ta lúc này nó sẽ à, gọn hơn một chút đó và đây các bạn thấy rằng là cái các cái hàng này thì mình thấy là nó hơi 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 hẹp đúng không? Đó, đi chúng ta sẽ mở nó rộng lên một chút thì các bạn sẽ bôi đen cái phần này đó à, bôi đen cái phần ở phía dưới này đi chúng ta vào menu Home này vào lại Format Cell này ở đây các bạn muốn thay đổi kích thước của hàng các bạn vào cái mục là rau hai nhá còn mà thay đổi kích thước của cột thì chúng ta vào cái mục là Column Width tức là tăng kích thước lên hoặc là giảm kích thước của hàng cột ở đây thì mình thay đổi kích thước của hàng thì mình vào cái mục giao 2. Ở đây thì Excel đang để cái mặc định là 14.4 nhá. Ở đây mình xóa đi và mình sẽ gọi lại <laughs> 18 chẳng hạn nha, Đánh số 18 vào. Đó, tăng lên. Đó, nhấn vào OK. Đó. Như vậy chúng ta tăng lên như thế này. Đó, các bạn muốn tăng lên nữa thì chúng ta lại thao tác lại bôi đen lại và vào lại phốc mát này sau hai này mình chọn lên 20 đi rồi nhấn vào ok đó như vậy cái bảng của chúng ta nó đã <laughs> à, dòng hơn một chút đấy rồi tiếp theo chúng ta sẽ định dạng bảng nhá định dạng bảng đi à, ở đây mình sẽ chúng ta sẽ bắt đầu bôi đen này đó bôi đen cả bảng luôn đó và chúng ta sẽ vào menu home này chọn phong chữ này thì các bạn kích vào đây đó kích vào cái ô không chữ này chúng ta đánh vào chữ ti nha chữ ti thì lúc này các bạn kéo xuống ấy, thì chúng ta sẽ có cái dòng là tham New roman đó, thường thường chúng ta hay chọn cái phong chữ này theo quy định của việt nam mình nhá các bạn kích vào đây rồi phông cờ chữ thì ở đây các bạn thích vào đây Ví dụ như chọn 14 này đó Rồi, canh giữa Đấy, như vậy là cái phần này Khi các bạn canh như thế này Thì cái phần mà tên hàng hóa này nó bị che Màn hình mình tính bị che này Chúng ta tiếp tục dạng lên ra Đó Thì nó sẽ đẹp hơn nha Rồi Tiếp theo là có một cái thao tác khá quan trọng nữa Đấy là cái số thứ tư này các bạn này Đấy các bạn thấy không Cái dòng số thứ tư này thì nó nằm lệch xuống phía đáy này Bây giờ mình muốn cho nó nằm chính giữa ô ấy À, chúng ta kích chuột phải vào cái ô này và chúng ta vào Format Cell à, tiếp theo các bạn vào cái mục là Element à, cái, cái mục Element này thì có hai cái ô đây này hai ô này các bạn chọn cái dòng Center nhá đều chọn Center hết chọn Center là chính giữa đấy và ô tiếp theo cũng vậy các bạn cũng kích vào đây chúng ta chọn cái dòng Center à, Center Center và nhấn vào OK đó như vậy là cái số thứ tự này nó đã nằm à, chính giữa và cái bảng nó sẽ đẹp hơn ở đây thì mình chia sẻ các bạn cách làm thôi nếu như mà chúng ta làm thành thảo thì chúng ta có thể là làm toàn bộ bảng luôn các bạn bôi đen toàn bộ bảng này, à, cái chuột phải lên và chọn vào cái dòng format cell này, các bạn vào cái mục element này à, cũng chọn lại nha cái này center rồi thì dưới này chúng ta cũng chọn center luôn, Đó, center center và nhấn vào ok, đấy như vậy là các cái phần này nó đã à, canh giữa canh đều cái hàng phía trên này cái tiêu đề nhá, à, in đậm này rồi cái phần danh mục sản phẩm vậy các bạn cũng kích vào cái mục tiêu đề danh mục sản phẩm kích vào cái ô này thôi đó chọn phông chữ này đó, đánh chữ ti vào hoặc là ti mở cũng được các bạn chọn tham của mình này đó, chúng ta lên lấy lên cửa trường 16 14 này đó rồi in đậm này rồi chọn màu chữ thì các bạn vào đây nhá vào đây đó, có thể là chọn cái màu này này đó và cái tên này phía trên này thì chúng ta có thể tạo một cái, cái hình nền ở đây cho chúng ta để cái bảng như gì à, nhìn hơn đó, các bạn bôi đen cái cái hàng đến cùng này và vào cái hình trích xô đó chúng ta chọn cái màu đây ví dụ như là màu xanh đồng này màu tím này đó, màu xanh lá cây hoặc là đây mình chọn màu vàng đi nha đó thì như vậy là cái phần này thì nó sẽ nổi hơn và cái bảng của chúng ta nó sẽ dễ nhìn hơn nha đó như vậy là À, mình vừa chia sẻ các bạn về cách tạo một cái bảng danh mục sản phẩm để chúng ta uh, liệt kê các cái hàng hóa chúng ta cần mua và cần bán rồi thì mình uh, xin dừng video tại đây nhá cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn uh, kẻ bản đi Excel thành công cũng như là sử dụng các cái thao tác cơ bản đi để để Excel thành công để các bạn phục vụ công việc nhé. sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn là cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nha. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. À, nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ với tất cả các bạn nha rồi xin chào tất cả các bạn